và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Lý Nhã Kỳ bức xúc nói bị nhà sư vướng nghi án gạ tình lợi dụng tên tuổi. Trong clip báo Phụ Nữ đăng tải ngày 24 tháng 9, Đại Đức Thích Thanh Toàn có nhắc tới mối quan hệ với nhiều mỹ nhân trong showbiz, trong đó có Lý Nhã Kỳ. Tuy nhiên, nữ diễn viên bức xúc lên tiếng phủ nhận chuyện này. Lý Nhã Kỳ cho biết cô vô cùng bức xúc khi bị nhà sư Thích Thanh Toàn lợi dụng tên tuổi. Mới đây, theo thông tin và clip đăng tải trên báo, Đại Đức Thích Thanh Toàn trụ trì chùa Nga Hoàng, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc có hành vi gạ tình nữ phóng viên. Báo này khiến dư luận phẫn nộ. Điều đáng nói trong đoạn clip được chia sẻ, Đại Đức Thích Thanh Toàn khoe về việc có quen biết nhiều người trong giới showbiz và nhắc đến tên Lý Nhã Kỳ. Mặc dù có mối quan hệ với các mỹ nhân showbiz Việt như là Lý Nhã Kỳ, nhưng thầy chưa một lần có dục vọng. Tuy nhiên, ngay sau đó Lý Nhã Kỳ bức xúc lên tiếng và thẳng thắn phủ nhận lời của nhà sư Thích Thanh Toàn. Tôi không hề quen biết nhà sư này, cũng chưa từng gặp ông ấy bao giờ cả. Đây là lần đầu tiên tôi nghe tên nhà sư này qua báo chí hôm qua. Tôi khá bức xúc khi nhà sư lại có những hành động như vậy. Và đặc biệt, nhà sư lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ để trục lợi cá nhân, gây hoang mang dư luận và khán giả hâm mộ. Lãnh sự danh dự Rin Money, Lý Nhã Kỳ nói: Tôi thật tiếc cho những nhà sư không giữ được chính đạo, thanh danh mà lợi dụng lòng tin của nhiều người để làm điều sai trái, vi phạm đạo đức và pháp luật. Chuyện nhà sư Thích Thanh Toàn gây bức xúc dư luận. Và cho tôi, một người không liên quan bị lợi dụng tên tuổi để người khác tăng uy tín, trục lợi, chuyện nhà sư này thật đáng lên án, Lý Nhã Kỳ nói thêm. Tuy nhiên, tôi cũng khuyên mọi người không nên vì những con sâu làm rầu nồi canh như vậy mà mất niềm tin vào Phật Pháp. Cốt lõi của Phật Pháp là hướng con người tới điều thiện, cứu khổ, cứu nạn, từ bi hy xả và đưa ra nhận thức về sống chết rất đáng để học. Cũng có những lúc tôi gặp nhiều áp lực thị phi của xã hội khiến tôi cảm thấy nặng nề, muốn đứng lên vượt qua cũng không nổi. Lúc đó tôi phải chọn cho mình một niềm tin, đó là Phật giáo. Tôi bắt đầu chiêm nghiệm và nhận thấy khi đi theo một đức tin nào đó, con người chúng ta sẽ bắt đầu đầm xuống. Chúng ta sẽ có thêm sức mạnh vượt qua bế tắc, đứng lên để có thêm hy vọng ánh sáng mới. Hồi trẻ tôi còn không biết đi chùa, không biết quỳ xuống trước một niềm tin nào hết. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình khổ, nhưng mình vẫn tồn tại nhờ nghị lực của mình. Nhưng sau này tôi mới nhận ra cần phải có một niềm tin nào đó giúp ta nhận thức tốt hơn sau mỗi lần vấp ngã để không nuôi hận thù. Nếu có ai làm tổn thương tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng, không oán trách. Hồi trước, mỗi lần vấp ngã đều khiến tôi cảm thấy nặng nề, bị kéo vào u mê của ghét, giận, căm hờn. Thậm chí hào quang của nổi tiếng cũng khiến tôi bị cám dỗ. Nhưng bây giờ tôi đã thanh tịnh, bình an hơn, chọn được những hướng đi tốt hơn, thánh thiện hơn, làm được nhiều việc hơn. Tôi luôn tâm niệm trong mình ba chữ từ bi, giải thoát và tha thứ. Tôi cứ giữ ba chữ này để tiếp tục đi trên con đường mình chọn. Nó sẽ giúp tôi không bị cám dỗ, trở nên ích kỷ, thủ đoạn hay lôi cuốn vào ham muốn cá nhân, mà biết kiểm soát từ bi tha thứ để sống tốt hơn. Cho nên dù thế nào, mọi người vẫn nên vững tin vào Phật Pháp và xử lý nghiêm minh những vị sư như vậy.